Vũ mến chào các bạn. Thì cái thằng này nè các bạn, thằng New Holland vậy nè. Cái thằng này hồi nãy là nó cài ngoài kia, bây giờ nó vô nhà nó nằm nó nghỉ vậy nè. Anh tài xế thì ăn cơm xong cũng nghỉ chút nha các bạn, chút xíu nữa mới đi ra chạy tiếp. Thì bây giờ nó đang nằm nghỉ nè, mình quay em nói một vòng nha. Thì hồi nãy thì mình có nói thông số sơ đó, bây giờ mình cứ đi lại từ đầu nha các bạn. Cái vỏ trước xe này á, đúng rồi, nó là 1428 nha các bạn, 1428 nha. Cái thằng này á, mình mới tra Google á các bạn, là nó là 130 HP, nó là 6 máy. Cái anh khi chia sẻ thì chiếc xe này mới lấy hàng của nghĩa địa nha các bạn, thì lấy là 300 triệu. Nhưng mà cái hãng này của nước nào thì mình chưa có tra ra nha. Đó. Thì bây giờ đây là cái bình dầu. Bình dầu này không biết bao nhiêu lít, mình cũng không biết luôn. Đó, bây giờ mình trước hết mình ngắm trong đây đi. Đó, nó là gì đấy các bạn? Rất là khô ráo, sạch sẽ ha. Rồi bánh sau thì bánh này cũng còn nhỏ các bạn, 18438 thì những cái bánh này thì nó bằng với những chiếc biat, cái chiếc máy cày MF bự bự này các bạn, MF 3080 gì mình quay tôi có, nó cũng vỏ 38, nhầm khi chiếc 399 cũng lên vỏ 38. Đây là cái hệ thống phía sau thì nó cũng giống như mấy chiếc kia các bạn. Những hệ thống này là nó truyền mấy cái ống nhớt nè, rồi nhớt để mà nó điều khiển mấy cái ti ben thủy lực á. Bây giờ mình coi cái đùi sau đi. Đây đùi sau, đây là về phần phía trong cái đùi cái mâm. Phía trong đây nó có những cái ống để điều khiển trong đây nè. Đó, đây túi phía trong nha các bạn. Đây là đùi phía bên đây. Đây là cái dàn cài phía sau nè. Ở đây thì mấy anh kêu dàn bừa, nó là trước 11 cái, sau 11 cái. Đây nè, cái dàn này bắt đầu là có cái hiệu rồi nè. Cái hiệu nhìn này giống mưa hỏng này các bạn, phất bánh này, phất bánh xe này nè. Hiệu bát giang gì nè, bát đăng hay gì đó các bạn, bát đăng đa gì đó, mình là tiếng Anh mình không biết nha. Nó là hình như là của Ý vậy, giống cái bộ hõm. Cái dàn này không mà các bạn thấy dán tem không? Có ok nữa kìa. Mỗi chiếc quay đăng YouTube. Một chiếc máy cày mình sẽ quay một video cho các bạn xem, quay nhiều quá thì nó dài, các bạn xem mình thấy chán. Mà dàn là 11 cái 22, còn bên kia thì cái dàn nó lớn hơn, nó tới 40. Cái này mình thấy chỉ có một ben thủy lực nữa các bạn. Cái này một ben nhưng mà nó tới 2 đường ống vô. Hình như cái xe này là nó không có lái tự động nha các bạn. Nãy mình hỏi mấy anh kia nói tự động, nhưng mà tự động mình lái á. Vô một nhỏ nè. Xe một nó có 11, 15 à. Nói chung ra hồi nãy là mình đi về các bạn, mình đi về qua bên chỗ Định An để mà mình quay mấy cảnh chặt mía bên đó đó. Thì vô tình mình chạy ngang á, mình thấy chiếc này nè, chiếc này nó đang cài. Cái đầu mình quay lên, mình quay xong cái đầu cho nó chạy về chạy nghỉ nè, cái đầu mình chạy theo về chạy luôn nha các bạn. Thì hồi nãy mình có quay sơ cho các bạn xem đó, thằng này là 6 máy nè. Đó các bạn, 6 máy ha. Xe này rất còn khô ráo nha các bạn, rất là sạch sẽ, rất đẹp. Đây là cái phía cái mâm trước của nó, chữ bọng cũng tùm lum như nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tham quan ở trên cái bên trong cabin nha các bạn. Đây là cái hệ thống bên trong cái chiếc xe nè các bạn. Cái này thì nó đúng là nó không có thay hệ thống tự động nha, giống như kia nha các bạn. Tại vì trị giá xe cũ nó có 300 triệu, nó cũng rẻ. Bên kia các bạn thấy hệ thống không? Cũng cần số ha. Rồi các nút điều chỉnh đồ quá trời luôn. Nên nó là nó cũng không có cao cấp ở kia. Mà mình đứng ở dưới đây mình quay lên thôi nha các bạn, đứng ngoài cửa thôi nha. Ở trong kia đồ của tài xế, điện thoại, sạc dự phòng tùm lum hết trơn ha. Mình không có vô bước cho dòng lên trong nữa. Như vậy đây, thôi là cũng mình cũng ảnh hưởng rồi đó. Các bạn thấy không? Ở trên dàn nỉ còn cũng rất là đẹp. Thì cái này thì hệ thống máy lạnh này vẫn ok mà. Đó. Đậu ngoài nắng nãy giờ bước vô giờ nghe hực luôn. Nhưng mà mấy cái dòng này không biết là nó có là tự động hay không các bạn. Tại vì mấy dòng xe kia nó là tự động không à. Nhưng mà nó vẫn xài Apeya. Tự động mà nó xài Apeya nha các bạn. Rồi, sơ sơ cho các bạn. Tại vì mình muốn cho anh em biết sơ sơ trên cái xe như thế nào thôi. Đây là cũng giống như xe hơi nè ha, điều khiển ha. Cốt pha đèn ở trên đây luôn nè các bạn. Đèn càng luôn nè, thấy không? Hệ thống sẽ càng đó luôn nè. Tắp lô phía trên đồng hồ đó các bạn. Đó, quá xa nút luôn ha. Nó là nút là nó báo các bạn. Nó báo trên hệ thống toàn chiếc xe. Thôi mình xuống nha các bạn. Cái cửa này nó bị không có mở ra, nó không có đứng yên, nó đập nó đóng này không à. Đây là các bạn, mấy cục phía trước là một cục một miếng như vậy là 40 kg. Là nó tới 6 miếng. 6424 240 kg. Nhỏ ha. Cái kia tới mấy trăm kg, gần cái tấn không. Đây, đây là bên dưới. Đây là đùi trước nè. Đó các bạn. Đùi trước của em nó. Đó, đây dài ở phía sau luôn nè. Điện thoại mình cầm trên có một tay mà các bạn, lắc lắm nha các bạn. Đây là logo. Sao có logo này? Cái logo này mình thấy quen lắm các bạn. Nói chung với cái hãng gì? À, cái logo lên này là nó, thằng Holland này là nó là như của Hyundai ha. Thấy các bạn, cái xa xa trong kia à, các bạn thấy không? Trong kia nó có dòng chữ màu mờ đó là Hyundai á. Có dòng chữ Hyundai trong đó luôn á. Đây là lần đầu mình quay em nói nha các bạn, mình cũng không biết luôn nha. Anh em có gì biết comment cho mình học hỏi thêm nha các bạn. Gặp mình tiếng Anh mình bí lù nữa. Đây là toàn cảnh của nó đây các bạn. Đẹp ha các bạn. Anh nói 300 triệu không biết anh nói chơi nó thiệt à. Nhưng mà xe này chỉ giá 300 triệu quá rẻ các bạn. Đâu có mắc đâu. Quá rẻ luôn chứ không phải là rẻ nữa. Bự lắm. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Để mình ra nhiều cái video mới hơn và đẹp hơn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn.